Hello, xin chào cả nhà nha. Video hôm nay bên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển hướng cuộc gọi trên iPhone nha. Nếu mà các bạn có theo dõi cái những cái clip trước á, mình có hướng dẫn các bạn mà cách chuyển hướng cuộc gọi từ máy Android. Máy Android thì nó dễ hơn. Mình chỉ sử dụng trên cái điện thoại thôi. Còn nếu iPhone á, iPhone mà chuyển hướng cuộc gọi á thì các bạn phải sử dụng thao tác nhắn tin nha. Chuyển hướng cuộc gọi là như thế nào mình sẽ giải thích cho các bạn mà chưa biết nha. Ví dụ mình xài một cái iPhone 14, 15 hay là iPhone xịn đi, mấy chục triệu một cái, mà mình đi ra ngoài mình đang chạy xe có cuộc gọi, cái mình móc ra mình nghe giữa đường thì bị giật đúng không? Nếu mà để tránh bị tình trạng như thế thì mình sử dụng chuyển cuộc gọi từ cái máy cùi bắp, là cái máy cùi bắp thì mình ra đường nè, mình nghe thì mình đâu có sợ bị giật hết các bạn. Đó có nghĩa là từ cái máy xịn nó chuyển qua cái máy cùi bắp, khi mình đi ra đường á thì mình không cần phải lấy cái máy iPhone xịn mình nghe, mình chỉ cần nghe cái máy cùi thôi. Đó là cách chuyển hướng cuộc gọi. Thì chuyển hướng cuộc gọi thì nó có nhiều loại. Nếu mà các bạn sử dụng trên iPhone á thì có một cái vô cài đặt nè, cài đặt chuyển hướng cuộc gọi, nhưng mà cái cài đặt này á là chuyển hướng toàn bộ luôn nghe các bạn. Nếu mà mình sử dụng trên iPhone á nè, cái mục là chuyển cuộc gọi nè, các bạn để ý không, chuyển cuộc gọi thì các bạn sẽ bật lên ha, bật chức năng này lên, rồi xong rồi mình sẽ nhấn cái số điện thoại mình cần chuyển hướng. Số điện thoại là cái máy cùi của mình á, như cái máy này nè, chuyển qua cái máy cùi bắp để mình ra đường mình nghe, thì mình nhập cái số điện thoại vô là ok. Thì đối với cái cách này á thì nó không có hiệu quả. Cách này là nó chuyển hết tất cả những ai gọi nó chuyển qua đây hết, ai gọi nó chuyển qua đây hết. Thì cái này thì nếu mà các bạn thích cái kiểu đó thì các bạn sử dụng cách này, có nghĩa là nó chuyển qua hết luôn. Khi máy bận, máy không bận hay máy hết pin hay gì á là nó chuyển qua hết luôn, cứ có cuộc gọi là nó chuyển qua theo cái cách này. Nhưng mà mình hướng dẫn cho các bạn cái cách có nghĩa là như vậy, cho các bạn dễ hiểu ha. Chuyển hướng cuộc gọi khi không trả lời có nghĩa là cái máy người ta gọi qua cái máy chính á thì nó đổ chuông 3 lần nè, nó đổ chuông 3 lần, 3-4 lần vậy á, có nghĩa là trong khoảng thời gian 5-6 giây gì á, nó đổ chuông tới 3 lần mà các bạn không bắt máy thì tự động nó sẽ chuyển qua cái máy cùi. Đó, tự động chuyển qua cái máy cùi. Hoặc là chuyển hướng cuộc gọi khi máy bận. Khi máy bận là cái máy chính nè, nó bị bận gì đó thì nó sẽ tự động nó chuyển qua. Rồi, cách thứ ba, đăng ký chuyển hướng cuộc gọi đến khi tắt máy. Đó, có nghĩa là cái máy này khi mình tắt máy rồi mà khách người ta gọi không được á thì nó tự động nó chuyển qua. Đó, tiện ha. Rồi, ngoài ra để hủy chuyển hướng cuộc gọi của tất cả dịch vụ cái này là hủy. Đó, thì có nghĩa là khi nào các bạn cần cái mục đích nào thì các bạn sử dụng cái mục đích đó. Ví dụ cái mục đích của mình là khi mình ra đường mình không có sử dụng cái máy chính, mình sử dụng cái máy cùi bắp ha. Cho nên mình sẽ sử dụng cái dịch vụ là đổ 3 hồi chuông liên tục mà mình không có bắt máy thì tự động nó chuyển. Đó, tùy theo cái mục đích sử dụng của các bạn ha. Hoặc là chuyển hướng cuộc gọi khi máy bận, hoặc là đăng ký chuyển hướng khi cuộc gọi tắt máy. Đó, khi cái máy này tắt thì nó sẽ chuyển qua. Đó, nó có 3 dịch vụ như thế này. Thì các bạn thích cái kiểu nào thì các bạn sẽ nhấn cái kiểu đó ha các bạn. Đó, cách rồi bây giờ cách chuyển hướng cuộc gọi sẽ làm như thế nào. Bây giờ theo cái cách này các bạn chụp lại cái tờ giấy ha. Nè, chụp lại tờ giấy đi. Thì các bạn sẽ thích cái kiểu nào thì các bạn sẽ nhấn cái kiểu đó. Cái này là chuyển hướng cuộc gọi là miễn phí nha các bạn, không có tốn tiền. Hôm nay mình làm cái clip này là chuyển hướng cuộc gọi cho Mobifone nha các bạn, mạng Mobifone. Còn bạn Viettel và Vina hay gì á thì cái đó thì sẽ có những cái clip khác nha các bạn.
Rồi, ok. Rồi, ok, mình sẽ thực hiện theo cái bước này ha. Ví dụ ha, ví dụ các bạn ha. Rồi, bắt dặn vào cái bàn phím. Bàn phím. Rồi các bạn, ví dụ các bạn muốn đăng ký chuyển hướng cuộc gọi khi không trả lời, có nghĩa là nó đổ chuông 3 lần mà các bạn không bắt máy thì nó sẽ tự động nó chuyển đến cái máy cùi. Thì cách các bạn soạn tin đó là các bạn nhấn sao sao 61 sao sao 61. Rồi. Các bạn nhấn dấu sao. Ha, sao sao 61 này nhấn dấu sao nè. Rồi các bạn nhấn số điện thoại. Điện thoại mà cần chuyển hướng. Ví dụ các bạn xài điện thoại cái máy cùi này nè, là cái số điện thoại gì? Các bạn nhấn vô. Đó, ví dụ cái số điện thoại là 009 gì đó. Đó, ví dụ vậy đó. Rồi. Rồi. Các bạn nhấn dấu thăng. Sau khi nhập số điện thoại thành công rồi, các bạn nhấn dấu thăng. Ha các bạn. Rồi, nhấn dấu thăng xong rồi bấm ok. Ok là cái nút gì? Ok là cái nút cuộc gọi nhé các bạn. Đây nè. Chỉ cần các bạn bấm nút cuộc gọi này là có nghĩa là xong. Vậy là xong ha các bạn. Rồi, ok. Rồi nếu mà các bạn không thích, các bạn muốn hủy thì nó có cách nè, hủy. Đây, từ quấy hủy nè. Thăng, thăng nè. Thăng, thăng 61 thăng. Rồi bấm nút gọi là quỷ ha, quỷ mình không muốn sử dụng nữa thì mình bấm theo thăng thăng 61 thăng quỷ. Đó. Đó là cách chuyển hướng cuộc gọi khi mà nó đổ chuông 3 lần mà các bạn không bắt máy thì nó sẽ chuyển hướng. Rồi, bây giờ cách chuyển hướng này là chuyển hướng cuộc gọi khi máy bận. Khi máy bận là khi nào mà cái máy mà trong cái tình trạng mà nó ví dụ có người khác mình đang nghe điện thoại hay gì đó thì nó sẽ chuyển thành máy khác. Đó, thì cái cách của nó là có cái số như vậy. Thì các bạn chụp lại cái tờ giấy ha. Các bạn thích cái kiểu nào thì các bạn nhấn cái kiểu đó. Thì nếu mà các bạn không thích thì các bạn quỷ ha, các bạn quỷ. Còn cái này nè, ngoài ra để quỷ chuyển hướng cuộc gọi của tất cả các dịch vụ mạng Mobifone đã đăng ký. Đó, có nghĩa là quỷ hết tất cả cái cuộc mình đăng ký á, thì mình sẽ bấm nút thăng thăng nè, 002 thăng, bấm ok. Đó, các bạn chụp lại tờ giấy ha, cái nào Mobifone. Cái clip sau á mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển cuộc gọi cho Vinaphone này, Viettel. Tại vì Viettel nó cách cũng như vậy nhưng mà nó khác. Còn Mobifone, Viettel, Vina thì mỗi cái nó bấm khác. Mình hướng dẫn cho các bạn là Mobifone thôi ha. Đó. Đó là cách cách chuyển cuộc gọi ha các bạn, cách chuyển cuộc gọi. Đó. Thì các bạn thích cái kiểu nào thì các bạn nhấn cái kiểu đó. Nếu mà các bạn không thích thì các bạn bấm hủy ha. Chỉ đơn giản thôi, nó không có tốn tiền nha các bạn. Cái này hoàn toàn miễn phí. Đó, rất là tiện khi mà các bạn đi ra ngoài, khi đi ngoài đường đang chạy xe mà ai gọi cho mình mà mình không có nỡ lấy cái máy máy chính của mình, ví dụ máy chính của mình là iPhone 15 đi, mới mua nè. 15 mình mua 30-40 triệu. Mình nghe ngoài đường người ta giật sao? Đó thì mình bắt buộc mình sử dụng cái máy cùi thì nó chuyển qua cái máy cùi bắp. Đó, mình nghe thoải mái vô tư ngoài đường luôn, không ai dám giật. Là máy cùi mà ai thèm ha các bạn. Đó. Theo mình á thì mình đang sử dụng cái dịch vụ này nè. Đổ ba chuông nè, liên tục nè. Thì mình không có bắt máy á thì tự động nó chuyển qua cái máy này. Đó, cho nên khi nào mình đi ra đường á, mình đi chợ hay đi đâu bất cứ đi đâu mình bỏ cái máy này ở nhà luôn, mình bỏ cái máy chính ở nhà, mình chỉ xách cái máy cùi đi theo thôi. Nó ai gọi cái mình lấy cái máy này mình nghe. Rất là tiện lợi không các bạn? Rất là tiện lợi luôn. Rồi, các bạn thấy hay các bạn đăng ký kênh để những có clip sau á thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển hướng cuộc gọi cho Vinaphone nè, Viettel nè. Còn cái clip hôm nay mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách Mobifone thôi ha. Rồi, ok, bye bye, xin chào các bạn nhé. Chúc các bạn thành công.